Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc sách của Lê Hoàng Hải. Hôm nay Hải xin phép quý vị được cùng với quý vị đọc tiếp cuốn Thư gửi Lạt Ma Zopa. Lá thư tiếp theo có tiêu đề là Sự gây hại từ trong tâm. Lạt Ma Zopa kính mến, cha con vẫn khỏe mạnh, không có bệnh tật cho đến vài tuần trước đây. Bỗng nhiên ông ấy mất đi tất cả sức sống và sức khỏe. Bác sĩ của ông ấy đã kê đơn thuốc, nhưng dường như không có tác dụng gì. Chúng con thực sự không biết nguyên nhân gây nên căn bệnh của ông ấy. Điều kỳ lạ là ông ấy mất tất cả sức mạnh một cách bất ngờ, không có nguyên nhân rõ ràng. Một số người nói đó có thể là sự gây hại từ trong tâm, và có lẽ thầy biết điều đó. Thầy có thể cho chúng con một vài lời khuyên được không? Với những lời cầu nguyện chân thành từ trong trái tim, Sterling gửi từ Kathmandu. Đây là thư hồi đáp của Lạt Ma Zopa. Sterling thân mến, khi một người cảm thấy rất yếu thì điều đó thường là có mối quan hệ với sự gây hại từ trong tâm và việc mạng sống của người bị lấy đi do nguyên nhân từ trong tâm là hoàn toàn có thể. Các lễ Puja và các thực hành sau có thể có ích. Thứ nhất, Dakini mặt sư tử, tức là sư diện Phật mẫu. Các vị Phật nữ mà thực hành của họ làm mất đi các gây hại tinh thần và các ảnh hưởng tiêu cực khác. Và đây là câu thần chú của Dakini mặt sư tử, tức là sư diện Phật mẫu. Nhưng mà ở đây Hải khuyên mọi người là khi mọi người chưa được nhận quán đỉnh thì không nên đọc tụng hành trì câu thần chú này. Nhưng Hải vẫn muốn đọc ra ở đây bởi vì nó đã có trong cuốn sách này. Câu thần chú của Ngài là Akasamara Chasadara Samara Yaupay. Hải thường chỉ tụng câu thần chú này vào mỗi ngày vía Dakini và mỗi khi Hải cảm thấy rằng mình bị nguy hiểm. Hải tiếp tục. Thứ hai, Hayagriva bí mật nhất. Hayagriva tức là mã đầu minh vương, tức là vị Phật dưới dạng phẫn nộ của lòng từ bi. Thứ ba là Chê Chung Puya và Luz Puya. Chê Chung Puya nghĩa là phương pháp tránh khỏi ảnh hưởng của các loại bùa mê độc ác, và Luz Puya có nghĩa là lễ cúng dường để tránh bị các loài Naga, tức là loài thần rồng gây hại. Thầy sẽ nói một Rinpoche thực hành Chepuk Puya và thầy sẽ tự làm Lu Puya. Toàn thể gia đình của con nên thực hành pháp Dakini mặt sư tử. Nếu như việc đó là do các vong xấu gây hại thì pháp này rất có ích. Thầy cũng sẽ gửi sợi dây bảo vệ cho ông ta đeo để giải thoát sự lệ thuộc của thân khẩu và ý. Với tình thương và cầu nguyện cho con, ký tên Lạt Ma Zopa. Bức thư tiếp theo có tiêu đề là Cảm thấy muốn tự tử. Lạt Ma Zopa kính mến, con đã và đang cảm thấy rất thất vọng và có ý muốn tự tử. Tư tưởng này thường khởi lên mạnh mẽ trong tâm con. Nó thực sự làm con kinh hoàng. Con cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác. Con không biết phải làm gì để thay đổi những ý nghĩ này. Xin thầy hãy cho con một vài lời khuyên. Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với thầy. Nell gửi từ Win Carson. Và đây là thư hồi đáp của Lạt Ma Zopa. Nell thân mến, khi ý định muốn tự tử sinh khởi, nó có liên quan đến một tâm trạng khác bên cạnh nghiệp. Người đó bắt đầu hoang tưởng và nghĩ rằng tự tử là giải pháp duy nhất để có bình an và hạnh phúc. Nhưng tự tử hoàn toàn đối ngược với điều đó. Do đó, con nên nhìn tâm mình như một đứa trẻ hay một học sinh và nhìn bản thân mình như thầy giáo. Đừng nghe theo tâm hồn trẻ con đó của con, điều đó rất nguy hiểm. Bất cứ khi nào con đối diện với sự lựa chọn, thì trước khi con tuân theo tâm mình, hãy phân tích liệu sai lầm của hành động đó có lớn hơn lợi ích của nó hay không. Và làm bất cứ điều gì có lợi ích lớn nhất, hay ít nhất là có nhiều lợi ích hơn và có ít tác hại
sai lầm hơn. Nếu không phân tích thì có thể con sẽ gặp nguy hiểm. Hãy nghĩ thân người hoàn hảo này có ý nghĩa lớn lao ra sao. Nếu tôi mong muốn đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu của trạng thái không còn đau khổ thì tôi có thể đạt tới nó. Tại sao như vậy? Bởi vì với thân người hoàn hảo này, con có thể thực hành con đường tam học, giới, định, tuệ và đạt tới trạng thái không còn đau khổ trong các kiếp sống tương lai hay thậm chí là ngay trong kiếp sống này. Tự tử hoàn toàn thay thế một thân thể ô nhiễm này bằng một thân thể khác. Khi ý muốn tự tử sinh khởi, đừng tuân theo nó, hãy lờ nó đi, hãy để nó biến mất giống như một cơn gió thoảng qua. Với tình thương và cầu nguyện cho con, ký tên Lạt Ma Zopa. Hãy nhớ, kiếp người rất quý báu. Lá thư tiếp theo có tiêu đề Dằn vặt vì làm hại một đứa trẻ. Lạt Ma Zopa kính mến, con xin quỳ xuống đảnh lễ dưới chân của đạo sư tâm linh Lạt Ma Zopa. Con là thành viên của một trung tâm Phật giáo ở Tây Tạng và ở Tây Ban Nha, và hiện con đang theo học khóa khám phá đạo Phật. Lúc này con có may mắn lớn lao khi nhận được những lời dạy từ các vị thầy đủ tư cách, ngày càng gần gũi hơn và làm sâu sắc thêm hiểu biết của con về giáo pháp của Phật. Vì thế con vô cùng biết ơn các vị thầy, trung tâm và tất cả những người làm việc tại đó. Con xác định vị đạo sư quý mến của mình chính là thầy Lạt Ma Zopa, bởi vì con đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời mình. Con là một y tá và đã làm công việc này trong 20 năm với sự nhiệt tình, chăm sóc cho người ốm. 4 năm trước, bố mẹ của một đứa trẻ mà con tiêm chủng cho đã buộc tội con làm hỏng chân của đứa bé ấy, mặc dù tất cả các báo cáo của các chuyên gia đều ủng hộ con và con có thể đảm bảo với thầy rằng con không phải là người gây nên đau khổ cho đứa trẻ. Nhưng kết quả là họ đang kiện con ra tòa và yêu cầu 26 tháng tù, bị cấm làm việc 2 năm và 450.000 USD tiền bồi thường. Con hiểu rằng các chướng ngại không phải là chướng ngại nếu người đó mở cửa đón nhận các kinh nghiệm này mà không sợ hãi hay oán giận, không chối bỏ nó. Và con hiểu rằng điều này có thể là một cơ hội để thanh tịnh hóa tâm mình khỏi những phiền não do các nghiệp quá khứ tạo ra. Con biết rằng vị thầy đáng quý của mình có nhiều việc quan trọng hơn để giải quyết và rằng đau khổ của con là quá nhỏ bé so với vấn đề của những người khác. Tuy nhiên, con đang đề nghị thầy hãy nhớ đến con và gia đình trong những lời cầu nguyện của thầy để cho những chướng ngại này sẽ được vượt qua. Nhờ đó con có thể không bị kết tội vì một hành động mà con không hề làm trong cuộc đời này, và do đó con có thể không bao giờ xa rời Phật pháp. Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với thầy. Fresnanda gửi từ Barcelona. Và đây là thư hồi đáp của Lạt Ma Zopa. Fresnanda thân mến, cảm ơn vì lá thư của con. Thầy đang cầu nguyện cho con và gia đình. Ta đã kiểm tra và thật tốt nếu con có thể tụng kinh Kim Cương 8 lần. Nếu con có thể tụng nhiều hơn thì càng tốt. Nhưng đừng tụng dưới 8 lần. Ở Ý, một hành giả là bác sĩ giải thích rằng cô ấy đang chữa trị cho một người mẹ đang có mang, nhưng có điều gì đó trục trặc và đứa trẻ chết trước khi được sinh ra. Sau đó, người mẹ kiện cô vì tội cầu thả. Cô bác sĩ đó nói với thầy rằng cô ấy không hề cầu thả và đó là một điều không thể tránh khỏi. Dù sao, trường hợp này đã phải đưa ra tòa và cô bác sĩ đã rất rất lo lắng. Cô ấy biết rằng mình hoàn toàn vô tội, nhưng cũng đoán chắc rằng vì vấn đề này liên quan đến phiên tòa y khoa nên cô sẽ bị trừng phạt. Cô ấy giữ suy nghĩ, bạn không thể biết nghiệp nào có thể tới dù cho tôi có vô tội trong trường hợp này. Theo lời khuyên của thầy, cô ấy nên tụng kinh Kim Cương 8 lần. Cô ấy biết điều này. Vào buổi chiều trước phiên tòa, cô ấy có niềm tin chân thành và lòng sùng đạo lớn lao. Ngay lập tức cô ấy vào Internet tìm kinh Kim Cương, tải bản kinh xuống và tụng nó 8 lần trong đêm. Sáng hôm sau, cô ấy đến tòa án và đã thắng kiện. Họ nói rằng cô ấy vô tội. Do đó, con cũng nên tụng kinh Kim Cương 8 lần. Nhưng con có thể tụng nhiều lần hơn thế. Điều cực kỳ quan trọng là khi tụng kinh, con không chỉ hồi hướng công đức tới vụ kiện với mong muốn không bị đưa ra tòa hay sẽ thắng kiện,
Thay vào đó, con hãy có mong muốn giải thoát nhiều chúng sinh khỏi các biển khổ luân hồi, những nguyên nhân của chúng và mang chúng tới sự giác ngộ cao nhất. Vì lý do này, mỗi người cần tự giác ngộ cho bản thân mình, đặc biệt là trí tuệ nhận thức tính không. Con cũng nên tụng bốn chuỗi thần chú Bless Con Care mỗi ngày để có thể cho khi đến khi vụ kiện kết thúc. Hãy làm đời sống của con có ý nghĩa nhất với tâm Bồ Đề và việc suy ngẫm về các giai đoạn của con đường tiến tới giác ngộ với tình thương và cầu nguyện cho con. Ký tên Lạt Ma Zopa. Hãy nhớ, hãy làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa bằng cách suy ngẫm về các giai đoạn của con đường dẫn tới sự giác ngộ. Ở phần trên này đã hết cái bức thư này thưa quý vị. Ở phần trên này nó có cái đoạn là thần chú Black Con Care này, hãy không hiểu là cái gì mà nó lại viết bằng tiếng Anh chứ không dịch ra tiếng Việt cũng không tiếng Phạn. Và đây có cái câu thần chú này thì Hải cũng xin đọc cái câu thần chú này. Tức là ở đây khi mà Ngài khuyên một vị đệ tử nên đọc thần chú này thì chứng tỏ một điều rằng là thần chú này không cần phải qua quán đỉnh vẫn có thể đọc được. Cho nên là Hải cũng sẽ đọc ra đây. Còn quý vị muốn biết rõ nó thì quý vị hãy mua cuốn thư gửi Lạt Ma Zopa, vì trong này đã ghi rất là rõ cách phát âm Phạn văn. Nhưng Hải không chắc là mình phát âm chuẩn, đọc chuẩn chuẩn, nhưng Hải vẫn cứ xin đọc ra đây. Om Namo Bhagavate Arahate Sammayak Sambuddhaya Tayatha Umuni Muni Mahamulana Raksa Sarva Pustim Kuru Sarva Tathagata Adhisthana Adhisthade Nama Sarva Rakya Rakya Soha Om Katum Raksa Om Kachu So Trayakya Om Niwara Sanrakya Hara Hara Rakya Rakya Soha Tayatha Om Vanjra Pani Mama Rakya Rakya Om Jodo Kachu Maraya Pai Samaya Tu Rakya Hùng 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 pay 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 sổ ha. Đây là câu thần chú mà đã được Lạt Ma Zopa nhắc ở phía trên. Bây giờ chúng ta tiếp tục bức thư tiếp theo có tiêu đề là một vụ kiện khác. Lạt Ma Zopa kính mến, hiện nay con đang gặp nhiều rắc rối về pháp lý. Con đang sử dụng nhiều thời gian và tiền bạc qua hai vụ kiện và ngày càng trở nên thất vọng bởi vì con không biết liệu chúng có đáng để theo đuổi hay không. Trong vụ kiện thứ nhất, con đã đầu tư một số tiền lớn vào một công ty Nhật. Một người đã tạo ra các chứng từ giả nói rằng số tiền đã được đầu tư để rồi biến mất cùng với số tiền đó. Con cố gắng đi kiện công ty này nhưng họ từ chối nhận bất kỳ trách nhiệm nào. Một luật sư đã dành vài năm theo đuổi vụ kiện, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả gì. Nếu con từ bỏ vụ kiện này, con sẽ nợ 180.000 USD tiền lệ phí. Con nên tiếp tục hay từ bỏ vụ kiện? Trong vụ kiện thứ hai, con cho một công ty vay một số tiền lớn và họ từ chối trả nợ. Con đã đưa công ty đó ra tòa và đã thắng kiện, nhưng công ty đó vẫn chưa trả tiền cho con. Con có nên tiếp tục những hành vi pháp lý cao hơn để bắt buộc họ phải trả tiền cho con hay không? Với lòng kính trọng, Glindy gửi từ Boston. Và đây là thư hồi đáp của Lạt Ma Zopa. Glindy chân mến, thông thường một Phật tử không nên kiện người khác, nhưng nó còn tùy từng trường hợp. Việc kiện cáo phải có ích cho những người khác. Trong vụ kiện thứ nhất, Thầy tiên tri rằng con nên tiếp tục vụ kiện. Nếu con phải đi kiện, hãy thực hiện điều đó với tình thương, tránh sự ác cảm với những người khác. Với việc có tình thương, con bảo vệ bản thân mình khỏi các nghiệp ác vì gây ra sự khó chịu với những người khác. Tiếp tục cố gắng trong vòng 7 tháng tới với động cơ sau. Hãy nghĩ tôi sẽ sử dụng số tiền mà tôi lấy được từ vụ kiện này để làm lợi ích cho các chúng sinh. Với cách này, nó sẽ trở thành tích cực, thanh tịnh và là nguyên nhân cho sự giác ngộ. Hãy nghĩ, tôi sẽ không hành động với lòng thù hận đối với những người khác. Trong vụ kiện thứ hai, sự tiên tri của thầy cho thấy rằng sẽ rất khó lấy lại số tiền từ họ. Điều đó dường như không thể. Con có thể sử dụng cơ hội này để thực hành pháp,
khi những người khác không thể trả lại tiền cho con, điều mà con có thể nhận được từ họ thông qua sự thực hành pháp của con còn đáng giá hơn so với việc con nhận lại được tiền. Ban đầu, hãy có động cơ chân chính. Hãy nghĩ rằng tôi đang bố thí cho tất cả chúng sinh, dành cho họ tất cả số tiền mà tôi đã cho công ty đó vay. Mặc dù trên thực tế số tiền đó không đến với tất cả chúng sinh, nhưng nếu con hiến dâng theo cách này từ trong trái tim mình, con sẽ tích tập được công đức giống như con bố thí nó cho họ. Hãy nhớ rằng Đức Phật đã hy sinh cuộc đời của mình cho chúng sinh hàng trăm lần trong ba vô số kiếp. Lý do hành động này là bởi vì các chúng sinh cần hạnh phúc và không muốn đau khổ. Để thực hiện những mục tiêu này, con cần sự tích tập của hai thứ công đức của trí tuệ và công đức của đức hạnh. Đức Phật đã làm điều này, hiện thực hóa con đường đạt tới giác ngộ và sau đó truyền bá giáo pháp. Toàn bộ con đường dẫn tới giác ngộ, Đức Phật cho thấy cách giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ, các nguyên nhân của nó như thế nào, cách đạt tới giác ngộ bằng cách loại bỏ những điều ô nhiễm vi tế trong tâm ra sao. Đây là một ví dụ về điều con nên nghĩ. Nếu con có thể bố thí số tiền đó cho công ty đó như một việc làm từ thiện, với tâm thiện thì nó sẽ trở thành pháp. Thanh tịnh là hành động từ thiện được thực hiện với tâm bồ đề. Bởi vì con đang làm từ thiện với động cơ bồ đề, con tích tập công đức nhiều như bầu trời. Điều con đáng được là đáng kinh ngạc. Mỗi đô la con bố thí mang lại nguyên nhân cho sự giác ngộ. Điều này nghĩa là con tích tập được nhiều nguyên nhân cho sự giác ngộ như số đô la mà con đã bỏ ra. Từ hành động bố thí này cho các chúng sinh, con tạo ra nhiều nguyên nhân cho hạnh phúc trong các kiếp sống tương lai, cho thành công trong kiếp sống này và một lượng công đức nhiều vô kể. Với tình thương và cầu nguyện cho con, ký tên Lạt Ma Zopa. Hãy nhớ, bố thí tạo ra nhiều nguyên nhân cho hạnh phúc trong các kiếp sống tương lai, cho một cuộc đời thành công và nhiều công đức. Lá thư tiếp theo có tiêu đề Con đang bị kiện. Lạt Ma Zopa kính mến, con là một nhà tư vấn phong thủy. Hiện nay con đã tư vấn cho một khách hàng về hàng loạt sự sắp xếp mà cô ấy có thể làm trong nhà mình để được giàu có hơn. Cô ấy làm theo sự tư vấn của con, nhưng công việc của cô ấy trở nên tồi tệ hơn so với trước kia và kết quả là cô ấy mất một số tiền lớn. Cô ấy đang phàn nàn rằng điều đó là do cô ấy đã làm theo sự tư vấn của con và rằng con có lỗi trong sự thua lỗ của cô ấy. Thực tế cô ấy đang kiện con nên làm gì? Với lòng kính trọng, Suzy gửi từ Singapore. Và đây là thư hồi đáp của Lạt Ma Zopa. Suzy thân mến, con có thể giải thích rằng mặc dù trên thực tế là nhiều người nhận được lợi ích từ công việc tư vấn phong thủy của con, kể cả sự giàu có hay nhiều điều khác, nhưng chỉ có phong thủy thôi thì không bảo đảm được thành công mà người ta cần còn có cả công đức nữa. Con có thể giải thích rằng con người có nhiều cách tích tập công đức dù họ không theo đạo Phật hay không tin vào nghiệp và tái sinh. Một cách đơn giản là thực hành tình thương trong đời sống hàng ngày và giúp đỡ những người khác mà không có chút kỳ vọng hay tư tưởng làm lợi ích cho bản thân. Con cũng có thể giải thích rằng con có thể tích tập công đức bằng cách rộng lượng phục vụ những chúng sinh khác, giải quyết khó khăn cho người khác, mang họ tới bình yên và hạnh phúc. Con cũng có thể tích tập công đức bằng cách hoan hỷ với những tư tưởng tích cực, những hành động của tình thương, yêu mến người khác hay hành động từ thiện và cảm thấy hạnh phúc về những điều này. Với tình thương và cầu nguyện cho con, ký tên Lạt Ma Zopa. Hãy nhớ, chỉ có phong thủy thôi, không bảo đảm thành công mà con người ta cần còn có công đức. Con có thể tích tập công đức bằng cách trở nên rộng lượng, phục vụ những chúng sinh khác, giải quyết khó khăn cho người khác và mang họ tới bình yên và hạnh phúc. Hải xin bắt đầu câu chuyện tiếp theo.
Lá thư tiếp theo, ngày 11 tháng 9. Khi biết về tin vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, nhiều người đã gọi điện đến hỏi Rinpoche nên làm gì để giúp những người chết và bị thương trong thảm họa này tại New York và Washington. Đối với những người muốn giúp đỡ, gợi ý của thầy là hãy giữ bát quan trai giới và niệm thần chú của Đức Quán Thế Âm càng nhiều càng tốt. Với lời cầu nguyện nhiệt thành tới Đức Quán Thế Âm, cầu nguyện cho lòng tốt được sinh ra trong tâm của mọi người, đặc biệt là những ai gây ra sự thiệt hại này. Có thể cầu nguyện để tâm họ chuyển hóa, để dừng những tư tưởng gây hại cho những người khác, đặc biệt là những ai trên đất Mỹ, và cầu nguyện để có hòa bình, hạnh phúc ở đây và phần còn lại của thế giới. Càng nhiều hạnh phúc càng tốt. Con có thể quán tưởng những giọt nước cam lồ được Đức Quán Thế Âm ban ra rơi xuống mọi người trên đất Mỹ, đặc biệt là những ai đã bị giết hoặc bị thương và cũng rơi xuống. Mọi người bên trên trái đất này, thanh tịnh hóa mọi đau đớn, bệnh tật và các tư tưởng gây hại, tiêu cực. Mọi đau khổ trong đó có chiến tranh. Chiến tranh chỉ là một trong những đại dương đau khổ của cõi luân hồi. Thực hành pháp này trong khi thiền quán về tâm Bồ Đề, điều quan trọng là con đừng nghi ngờ gì cả. Mọi người có thể thực hành pháp này vào mọi nơi mọi lúc. Không có chiến tranh, bệnh ung thư và những tai họa khác thì cái chết vẫn cứ đến và có thể đến bất ngờ. Có chiến tranh trong tâm ta, sự tàn phá các bộ phận trong cơ thể ta và tất nhiên có nghiệp. Nghiệp và phiền não là nguyên nhân của cái chết. Chừng nào nghiệp và phiền não còn tồn tại, chúng ta sẽ không thể vượt qua được cái chết. Chúng ta sẽ luôn phải đi theo vòng luân hồi của cái chết và sự tái sinh. Không có ai từng sống mà không chết. Tất nhiên, không thể vượt qua cái chết và tái sinh nếu thiếu giáo pháp, nghĩa là sự chấm dứt của nghiệp và phiền não. Điều này có nghĩa là hãy tự mình thực hành giáo pháp chính xác. Bằng cách này con trở nên tự do vĩnh viễn trước cái chết và đau khổ và đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu, ngăn chặn chiến tranh, do đó con không bao giờ phải kinh nghiệm nó một lần nữa. Thuận theo giáo pháp, nhận thức về tính không và phát triển trí tuệ nhằm nhổ bật rễ của luân hồi, vô minh. Vô minh là nguyên nhân của tất cả bể khổ. Bên cạnh những thực hành này, có những lễ cúng dường Puja có thể được thực hiện trong nhiều ngày để chống lại sự nguy hiểm của động đất, lũ lụt và các chướng ngại khác, trong đó có chiến tranh. Những giải pháp này thực sự có hiệu quả, nhưng chúng cần được thực hiện trong thời gian dài và bởi những hành giả thanh tịnh, những người sống sót và những người sống một cuộc sống thanh tịnh và đã đạt được những thành tựu tâm linh. Điều này giúp làm bình yên những chướng ngại như vậy. Tất nhiên, khi nghiệp đã thực sự trổ quả thì sẽ khó khăn hơn nhiều để ngăn chặn chúng. Có nhiều cơ hội lớn lao để thay đổi nghiệp khi chúng chưa trổ quả. Vào thời điểm hiện tại, tốt nhất chúng ta nên thực hành pháp quy y và thanh tịnh nghiệp ác gây hại cho người khác. Với sự quy y, nên thực hành và cầu nguyện cho hòa bình và tụng lời cầu nguyện ngăn chặn chiến tranh được hành giả yoga vĩ đại và đại thành tựu giả Thang Long Kempo viết mà thầy đã gửi cho những người thực sự muốn ngăn chặn chiến tranh trong tương lai. Hãy nhớ, hãy cầu nguyện ngăn chặn tư tưởng gây hại cho người khác và cầu nguyện rằng họ sẽ được hạnh phúc nhiều nhất có thể. Nghiệp và phiền não là nguyên nhân của cái chết. Không thể vượt qua cái chết và tái sinh nếu không có giáo pháp. Hải xin bắt đầu lá thư tiếp theo. Có tiêu đề là làm sao tống khứ được kẻ thù của mình. Lạt Ma Zopa kính mến, con thấy những sự kiện trong ngày 11 tháng 9 rất đáng lo ngại. Nó thực sự làm con mất tự tin. Con nhận ra chúng ta không an toàn như vẫn tưởng. Thực sự có những kẻ thù rình rập bên ngoài. Chúng đến từ đâu? Tại sao chúng lại ở đó? Con không muốn sống trong sợ hãi, nhưng dường như con đang phải lo lắng về vấn đề an ninh. Liệu có cách nào để được an toàn? Làm sao chúng ta có thể bảo vệ bản thân mình khỏi những kẻ thù mà không cần có những ý nghĩ xấu về tất cả mọi người? Con muốn có tư tưởng thương yêu tất cả mọi người, nhưng giờ đây con sợ con người hơn bao giờ hết. Con đang nghĩ về những người có thể trở thành kẻ thù.
Làm sao chúng ta có thể bảo vệ thân mình khỏi những người khác mà không tạo nên sự thù địch đối với họ? Xin Thầy hãy cho con lời khuyên. Con cầu chúc mọi điều tốt lành đến với Thầy. George gửi từ Hồng Kông. Và đây là thư hồi đáp của Lạt Ma Zopa. George thân mến, con có khỏe không? Những gì xảy ra tại New York thật kinh khủng. Theo tin tức thời sự, những kẻ khủng bố dự định thực hiện tàn phá khó tin này để giết hàng ngàn người trong những tòa nhà đó, cũng như những hành khách trong các chuyến bay đó. Theo các báo cáo, có một hành khách trên một trong những chiếc máy bay đó bị không tặc nghi ngờ. Anh ta đã gọi điện được về cho vợ bằng điện thoại di động của mình và nói với cô ấy rằng anh ấy cùng một số người khác trên máy bay sẽ cố gắng dừng những kẻ không tặc này lại. Sau đó, thông tin đột nhiên bị ngưng lại, không còn tiếng động nào trên máy bay điện thoại, chứng tỏ có điều gì đó đã xảy ra với anh ta, có thể đã cố gắng không cho chiếc máy bay đâm vào Nhà Trắng hay là trại David. Thay vào đó, chiếc máy bay đã rơi xuống một cánh rừng. Một giải pháp để không bị gây hại giống như trường hợp này hoặc bất kỳ hình thức nào khác là thanh tịnh hóa các nghiệp ác trong quá khứ của việc gây hại cho những chúng sinh khác và tránh không thực hiện nó một lần nữa. Giải pháp rốt ráo để ngăn chặn con người làm hại thế giới này là thay đổi tâm họ từ giận dữ sang yêu thương và nhân hậu, và giúp họ trừ bỏ hoàn toàn phiền não của mình, ngay cả các hạt giống hay dấu ấn của phiền não. Chỉ có như vậy thì sau đó họ mới có thể dừng lại hoàn toàn việc gây hại cho những người khác. Chỉ có giáo pháp mới có thể mang lại một sự nhận thức ổn định về tình yêu thương, lòng nhân hậu. Và chỉ có tình yêu thương và lòng nhân hậu vững chãi mới có thể ngăn chặn được những sự gây hại đầy bạo lực. Dù cho thân thể này bị tàn hoại và hoàn toàn tan rã, thì nó vẫn là ngôi nhà của tâm thức. Tâm sẽ tiếp tục mang những hình dạng mới, do đó nó có thể bị hại hết lần này đến lần khác, cũng như có thể tiếp tục hại mọi người. Chúng ta tiếp tục như vậy và tạo ra sự đau khổ không có hồi kết. Do đó, việc diệt trừ phiền não, giận dữ và chuyển hóa tâm mình thành tình yêu thương, nhân hậu và một trái tim nồng ấm yêu thương những người khác trở thành điều hết sức quan trọng và cấp bách. Đó là giải pháp tối hậu để không có bất kỳ kẻ thù nào. Họ không trở thành kẻ thù của con và con không trở thành kẻ thù của họ. Với tình yêu thương và cầu nguyện cho con, ký tên Lạt Ma Zopa. Hãy nhớ, con sẽ thanh tịnh hóa nghiệp gây ra cho những người khác và tránh không làm điều đó một lần nữa. Hải xin dừng video ở đây. Hôm nay Hải cũng hơi mệt. Hải cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của Lê Hoàng Hải trong suốt một thời gian qua. Mặc dù để nghe được giáo pháp mà thậm chí chỉ để nghe những lời nói thánh thiện được phát ra từ những bậc vĩ đại thông qua những quyển sách, đó cũng là một phúc báo vô cùng lớn. Hải cảm thấy vinh dự vì Hải được đọc những lời vàng của những vị thầy này đến quý vị, và biết ơn làm sao khi quý vị đã nghe những lời Hải nói. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào những video kế tiếp. Xin chúc quý vị một ngày an lành và sống trong ánh sáng từ bi của Đức Phật.